chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin trong tỉnh cập nhật 17 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dân, kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2022. Sáng nay, thành phố Long Khánh đã long trọng tổ chức lễ viếng nghĩa trang và đền thờ liệt sĩ. Trong giờ phút thiêng liêng, trước tượng đài liệt sĩ, toàn thể các đồng chí đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đồng chí lãnh đạo thành ủy, nguyên lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thắp hương tri ân trước tượng đài tổ quốc ghi công và các phần mộ liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đoàn cũng tổ chức nghi thức đặt tràng hoa, dâng hương, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu và gần 7.000 anh hùng liệt sĩ hy sinh trên vùng đất Long Khánh và các địa phương lân cận trong hai cuộc kháng chiến. Sáng nay, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc cũng tổ chức viếng đền thờ liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và ngày quốc khánh 2 tháng 9. Đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc là nơi ghi tên 559 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Đền được khánh thành vào năm 2021 với kinh phí đầu tư xây dựng gần 40 tỷ đồng. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện dành một phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân, biết ơn sâu sắc của cán bộ và nhân dân địa phương với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình, góp phần giải phóng Xuân Lộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước hào hùng của dân tộc. Sáng nay, những đóa hoa tươi và nén nhang thơm đã được các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom kính cẩn đặt lên từng phần mộ liệt sĩ nhằm tỏ lòng tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa và thắp nhang tại bia chiến thắng yếu khu quân sự Trảng Bom. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã ôm lại trận thắng vang dội của lực lượng vũ trang Đồng Nai nói chung và của cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Trảng Bom nói riêng trong cuộc tập kích yếu khu Trảng Bom cách đây 71 năm, tiêu diệt 200 giặc Pháp, thu 200 súng các loại và hàng chục tấn đạn dược. Trận thắng yếu khu quân sự Trảng Bom đã góp phần phá thế bao vây, cô lập của địch, mở toang hành lang liên lạc và đường vận chuyển của quân ta từ Long Thành, Bà Rịa đến chiến khu D. Nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, hôm qua Đảng ủy xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên. Các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này là đồng chí Phạm Văn Tuệ, sinh năm 1960, quê quán thuộc tỉnh Thái Bình và đồng chí Phạm Minh Họa, sinh năm 1956, quê quán thuộc tỉnh Thanh Hóa. Cả hai đồng chí đều được kết nạp vào Đảng từ năm 1982, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 2, Đảng bộ xã Sông Trầu. Hai đảng viên được nhận huy hiệu đều là bộ đội và được kết nạp Đảng trong quân đội. Sau thời gian phục vụ trong quân đội, hai đồng chí đã được chuyển ngạch ra làm cán bộ chính quyền địa phương và sau đó được điều động về xã Sông Trầu và phục vụ tại địa phương cho đến khi về hưu. Thiết thực chào mừng 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa đã tổ chức ra quân thực hiện công trình dân sinh với nhiều hoạt động tại tuyến đường bờ kè suối Săn Máu, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Theo đó, các ban ngành đoàn thể cùng lực lượng công an, quân sự và khu phố đã tiến hành tổng vệ sinh, làm cỏ, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm ở tuyến đường bờ kè suối Săn Máu, đoạn từ cầu Mương Sao đến cầu Đồng Tràm. Đồng thời lắp đặt 25 trụ đèn có gắn bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia lưu thông vào ban đêm. Cùng với đó là trồng 100 cây chuông vàng khu vực đường bờ kè, góp phần bảo vệ môi trường, tạo mảng xanh cho đô thị. Toàn bộ kinh phí trồng hoa và lắp đèn chiếu sáng trị giá gần 30 triệu đồng do nhà nước và nhân dân cùng làm. Trên đây quý vị và các bạn vừa đến với bản tin trong tỉnh cập nhật 17 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.